các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Gamma X-Tử 135/2022 đã được đăng ký bản quyền tại thị trường Việt Nam. Gamma đã đăng ký bản quyền công nghiệp tại Việt Nam một cái mẫu xe máy cấu hình rất giống như chiếc Gamma LC 135 Fi 2022 tại thị trường Malaysia. Một cái mẫu xe có kiểu dáng tương đương với cái chiếc Gamma X-Tử vừa được đăng ký cái bản quyền công nghiệp tại thị trường Việt Nam. Cái mẫu xe máy mới này đã được nộp cái đơn đăng ký cái kiểu dáng độc quyền vào ngày là 30/9/2021. Nhưng đến ngày là 27/6/2022 thì mới được công bố. Chủ sở hữu cái kiểu dáng cái công nghiệp là Yamaha Moto, nhà thiết kế là Toshihiro Naka. Theo như chúng tôi đang thấy từ ảnh bản quyền của công nghiệp của nhà Yamaha thì cái con xe này có nhiều cái điểm tương đồng với một cái mẫu xe vừa mới ra mắt là Yamaha X-Tử 110 cái đời 2009 từng được bán tại thị trường Việt Nam, nhưng là cái phần thân xe, cái mặt đồng hồ LCD và phần đèn pha. Tuy nhiên cái cụm đèn hậu thì giống như cái dòng X-Tử 155. Phần đèn hậu định vị và đèn xi nhan cũng có thiết kế là khác biệt. Một cái điều đáng chú ý, cái mẫu xe này không có cái tay con ở phía bên trái, cho chúng thấy đây là một cái dòng xe số thông thường với một cái hộp số tuần tự. Thiết kế này giống như cái mẫu là Yamaha LC 105 Fi 2022 vừa được ra mắt thị trường Malaysia vào hồi tháng 3/2022. Tại thị trường Malaysia thì cái chiếc Yamaha LC 105 Fi 2022 nó được trang bị cho mình động cơ xe đơn dung tích là 135cc làm mát bằng dung dịch, hệ thống phun xăng EFI sinh ra cái công suất là 12,4 lực tại ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút, trong khi đó mô men xoắn cực đại là 12,2 Nm tại ngưỡng tua máy 6.000 vòng trên phút. Cái cối động cơ này đạt được cái tiêu chuẩn cái thải lực Euro 4, dung tích bình xăng là 4,6 lít và có lượng dịch ở mức 109 kg. Hệ thống phanh trên cái chiếc Yamaha LC 105 Fi 2022 chính là phanh đĩa hy lực cho cả trước lẫn sau. Phần mâm là 17 inch. Cái mẫu xe này được bán thị trường Malaysia là chưa có trang bị phanh ABS. Với việc Yamaha đăng ký cái bản quyền công nghiệp tại Việt Nam không đồng nghĩa chiếc xe được phân phối. Cái động thái này nhằm bảo vệ cái quyền sản phẩm. Các hãng xe thường đăng ký bản quyền tại rất nhiều nước khác nhau để tránh tình trạng bị ăn cắp, đạo nhái mặt thiết kế kiểu dáng. Đây không phải là cái điều mới lạ. Vào hồi tháng 5/2021, Nissan cũng đã từng đăng ký bản quyền công nghiệp một cái mẫu xe điện Ariya, một cái mẫu xe không nằm trong cái kế hoạch phân phối của hãng tại thị trường Việt Nam. Như cũng là hãng Ferrari cũng đã đăng ký rất nhiều mẫu xe nhưng không phải tất cả đều được bán. Tại Việt Nam, Yamaha X-Tử 105 đã bị khai tử hồi năm 2015 để nhường chỗ lại cho cái chiếc là X-Tử 110. Trong khi đó cái mẫu là LC 105 thì vẫn được sản xuất song hành với những dòng LC 110 hay gọi là X-Tử 110 tại thị trường Malaysia đến tận hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, share, subscribe.